Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đặt nền móng đầu tiên tại Vĩnh Phúc từ tháng 2 năm 2009, chi nhánh Ocean Edu Vĩnh Yên. Trải qua hơn 10 năm phát triển, Ocean Edu ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình đối với các trung tâm đào tạo Anh ngữ. Năm học 2019-2020, hệ thống Anh ngữ Ocean Edu tại tỉnh Vĩnh Phúc đã liên kết với hơn 40 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, trao tặng 56 suất học bổng tiếng Anh trị giá hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn thẻ học tiếng Anh online LMS trị giá 500.000 đồng một thẻ. Với những tiện ích mang lại như học sinh có thể học tiếng Anh ở mọi nơi, mọi lúc, học nhiều lần, dễ dàng sử dụng trên mọi phương tiện, máy tính, điện thoại, chương trình thắp sáng tiềm năng của bạn trao tặng thẻ học tiếng Anh online cùng Ocean Edu sẽ giúp các em học sinh tiểu học nâng cao khả năng học tiếng Anh theo một lộ trình phù hợp. Con cảm thấy rất là vui khi nhận được cái thẻ học tiếng Anh online này. Nó sẽ giúp con học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi ở nhà. Nó sẽ giúp con có thêm nhiều kiến thức mới và giúp con học tốt môn tiếng Anh hơn. Ocean Edu phối hợp cùng các trường tiểu học tiến hành lắp đặt hệ thống bảng biển gồm các khẩu hiệu dành cho học đường như nói không với nạn bạo lực học đường, xây dựng trường học văn minh, các chủ đề bảo vệ môi trường như nói không với rác thải nhựa, hãy đi bộ nhiều hơn, hãy tiết kiệm nước, hãy đưa đón con đúng giờ. Thông qua chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch đẹp, an toàn cho các em học sinh. Trung tâm đã tặng rất là nhiều những cái món quà giá trị cho nhà trường, ví dụ như là biển bảng, băng rôn, khánh tiết hay là học bổng và những cái thẻ học tiếng Anh online cho các học sinh. Ngoài ra thì khi mà các con đến học ở tại trung tâm thì cũng có cơ hội để nhận được những học bổng giá trị và những cái phần quà rất là ý nghĩa khác nữa. Đây thực sự là một cái cơ hội rất tốt giúp các con có thể trang bị được tiếng Anh, kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp. Thay vì các con sẽ suy nghĩ rằng là đi học là bị vào guồng thì các bạn ấy sẽ mong ngóng và háo hức khi đến trường, đến lớp. Đây thực sự là những cái món quà rất là ý nghĩa để trợ lực cho các con, trợ lực cái niềm yêu thích tiếng Anh của các con. We have activities to enhance your listening skills. Trong khoảng thời gian tự trường Ocean Edu, có rất nhiều hoạt động giúp học sinh cải thiện nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Tôi cũng biết rằng ở Việt Nam vẫn còn một số học sinh chưa giao tiếp tốt với người nước ngoài. Tại Ocean Edu, các bạn sẽ được cải thiện các kỹ năng đấy. Họ sẽ tìm được những công việc mà mình mong muốn trong tương lai. Với phương châm vui học tiếng Anh, hệ thống Anh ngữ Ocean Edu cũng dành hàng ngàn ưu đãi học phí và quà tặng đặc biệt hấp dẫn cho các em học sinh. Ocean Edu tin tưởng đây sẽ là cơ hội để khuyến khích các em học tập, nâng cao khả năng tiếng Anh, làm chủ tương lai, hội nhập toàn cầu.